trắng chẳng đi học qua. Có cái gì đâu. Có cái báo trắng bé một đứa trẻ con lướt qua. Tao hỏi ý không phải nhá, mà là cũng biết hút thuốc ở trong mày. Mày bị điên à? Đây người ta gọi là tà khí. Được. Chuyện tâm linh ý đừng đùa. Ôi chúng mày ơi, tao thề luôn kho báu. Đúng bản đồ kho báu rồi. Này, con nên đi tìm không? Trời sắp tối đến nơi rồi. Để tao đi dựng trại cái đã. Ở đây đêm hôm nguy hiểm lắm. Viên ơi, Viên ơi, Viên ơi, xem ra nó bị làm sao đây. Nó làm sao đấy? Đỡ nó. Rắn cắn. Không phải luộc bánh trưng đâu. Tao nghe hai thằng mày kia nói là dầm này đem ba đứa mình làm mật tế thần rừng đấy. Tao không muốn chết đâu. Cái nhi, nó nằm trên bàn tôi lâu rồi. Hôm qua lục bắt mấy người lục hành lý thấy một màu dây như thế này. Mình bước qua thử thách thật nhiều trong gai, đường rừng gian khó hiểm nguy ta chẳng màng. Giờ chúng ta hãy ghép bản đồ vào xem phần vừa mới kiếm với cái huyền cầm đây. Nào hãy mau ngồi xuống rồi là anh em mình cùng xem nhé, để xem như thế nào. Và nhớ luôn bình đình, đừng vội nghe chưa. Nào mình hay ghép chúng nó sang gần nhau. Mừng rỡ ơi con trời ơi, chúng bay nhìn xem thật đúng như tao dự đoán, sướng giết người luôn. Giờ bước theo con đường ấy sẽ thấy được vàng kim cương. Còn mày ơi, giờ mình hãy đi. Vàng nhất tao đây sẽ lấy bán đi rồi làm mua trà sữa với bao quần áo phấn son rồi áo hoa. Còn bố sẽ mang vàng bán để mua nhiều giày Vans. Hôm qua tao giao lưu với mấy anh em bộ lạc máu quá, thế nên là uống nhiều bùn đái. Tao lại mày. Nhanh. Cẩn thận Uyên thấy nhá. Anh Khánh ơi, em sao đây? Ô, anh Khánh ơi. Chết rồi. Chúng mày ơi, anh Khánh, ra xem anh Khánh làm sao ơi. Anh uống nước đi. Mà em tưởng anh đi chơi nhảy dây cơ mà, sao anh lại ở đây? Thì hôm đấy anh đang đi chơi nhảy dây về ấy, bố mẹ với gia đình báo tin là em bị mất tích. Xong rồi mọi người cứ sốt ruột hốt hoảng hết lên, còn báo cả công an cơ.
xong anh phải đi tìm em, đi tìm mọi nơi chẳng thấy, cứ đi tìm mọi nơi thôi, xong uống ba la xin gầu, anh có mặt tại đây này. Buồn chúng mày thật đấy, bọn mày đi chơi mà lại không nói với tao, tao quá buồn. Mẹ bố đang tìm kiếm lùng sục bao nơi mà bọn mày đi chẳng nói ai nào hay. Giờ để tao cầm máy rồi gọi video call, mọi người trông ngóng chẳng mấy em ghê nhờ. Dạ chúng em thầm hứa lần này sai thôi, từ giờ sẽ hứa sẽ luôn nghe lời anh. Mà chúng mày đi vào đây để chơi gì đây? Giờ chúng em đi vào đây để đi tìm bão kho. Gì chúng bay đi vào đây để đi tìm vàng ư? Mày đùa tao vàng vàng cái xe. Giờ đúng anh ơi, bọn em đã đi gần đến đích, và nếu như anh chẳng tin hãy theo cùng chúng em. Rồi bố đi theo mày luôn để xem sự thật sao. Vàng không có bọn mày biết tay đấm thầm mồm luôn, biết chưa? Đi xem nào, vào đâu. Tính toán của tao là chỗ kia rồi mày ạ. Đằng kia? Để tao lên. Ờ, này, Dương lên nhá, đừng cử động ấy. Làm sao đấy? Ui, ui mày ơi, hình như tao dẫm phải bẫy rồi sao ấy. Đừng có chạm vào nhá. Chết rồi, chúng mày nghĩ cách gì đi. Làm sao giờ? Hay thôi, chúng mày lấy kho báu rồi đi về trước đi. Một mình tao chết thôi. Tao chỉ cần mùng 1 với ngày rằm, chúng mày tắp hương cho tao là được rồi. Mày điên à? Có nghĩ cách đó. Mày bị điên à? Đã đi đến đây cùng nhau đi, cũng phải cùng nhau về chứ. Tao không bỏ mày ở đây một mình được đâu. Nhưng mà chúng mày ở đây là chết cả lũ ấy. Rồi mày im đi. Dối hay là dối. À, từ từ. Bây giờ ta sẽ lấy hòn đá này để mà thay chân thằng Huy. Cách này được đấy. Đây đây đây. Chậm chậm thôi. Đây rồi, từ từ nhá. Cứ bỏ luôn. Tao biết đâu thấy nó kêu. Này, đã bảo rồi đừng bao giờ em tưởng. Làm hết cả hồn. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu thôi. Nhưng mà thôi, cái quan trọng bây giờ là kho báu là của mình ấy kìa. Đuổi xong tuấn tam mua tổng hết 10 triệu. Còn mày tiêu hết ăn chơi mày tính là bao nhiêu? Quần bò xong áo tao mua vừa mấy trăm đô. Chiếc áo này gốc Liên Xô, xong thêm cùng với bộ đồ. Nhìn mày thật oách thật đôi người rơi. Tiền nhiều mình thích thích ăn là chơi. Vậy giờ mấy đứa anh em mình thích làm gì?
rồi là tao thích ăn kem ngồi với selfie. Điều hòa các thứ cơm ngon trà sữa trân châu. Tôi thì thích xem phim, ăn chơi nhảy múa sập sình. Cuộc đời thật sướng sướng ghê mày ơi. Nào giờ mình hãy ăn và chơi. Bếp từ nhà đây em ơi. 6:30 rồi dậy ngay muộn giờ đi. Đi học nhanh lên, suốt ngày trễ giờ bảo sao lại học ngu học con ơi.